mua xây dựng đội hình với Ronaldo, Solskjaer cần táo bạo để đổi vận. Cristiano Ronaldo chính thức tái xuất cùng mua cũng đồng nghĩa Solskjaer cần phải thay đổi phong cách chiến thuật tại Old Trafford. Háo hức chờ kỷ nguyên mới. Mùa hè 2009, Cristiano Ronaldo tâm sự anh không thể không rời mua để bước vào cuộc hành trình mới, tìm kiếm những vinh quang khác và phát triển sự nghiệp. Sau 6 mùa giải ở Old Trafford, Ronaldo trở thành mạnh ghép trong dự án Galacticos đình đám của Florentino Perez. Người trở lại cương vị chủ tịch Real Madrid, Ronaldo đã trải qua 292 trận đấu với MU trên mọi mặt trận, ghi 118 bàn trước khi ra đi. Trong thời gian khoác áo MU, Ronaldo không ngừng cải thiện mình, từ một cầu thủ đá cánh đơn thuần trở nên hiệu quả hơn khi tiến gần khung thành đối phương. Những mùa giải ở Real Madrid là lúc Ronaldo tiến hóa nhất về năng lực chơi bóng và tư duy chiến thuật. Bàn thắng không ngừng xuất hiện với tính đa dạng cao. Sau 674 bàn thắng cho các câu lạc bộ và 111 bàn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, kỷ lục mọi thời đại của bóng đá thế giới, Ronaldo chuẩn bị bước vào trang mới trong sự nghiệp, một trang mới cùng những kỷ niệm cũ, khi anh một lần nữa có màn ra mắt mu. Nếu không có gì bất ngờ, CR7 sẽ có màn tái xuất trong trận gặp Newcastle cuối tuần này. Sau khi chứng kiến Ronaldo quay lưng với Man City để trở về mái nhà xưa, người hâm mộ mua rất hào hứng. Giờ là lúc tất cả háo hức chờ đợi anh thi đấu và ghi bàn với tư cách một thành viên quỷ đỏ. John phải thay đổi vì Ronaldo. Rất nhiều thứ đã thay đổi ở Old Trafford so với ngày Ronaldo rời đi cách nay 12 năm. Khi Ronaldo ra đi, mua đang vị trí cao nhất bóng đá Anh. Ngày anh trở lại, câu lạc bộ vẫn đang vật lộn để tìm lại ánh hào quang, với 8 năm chưa từng chạm vào danh hiệu Premier League. Trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, mua thiếu ổn định với những thay đổi liên tục trên băng ghế kỹ thuật. Ông là người tại vị lâu nhất, dù chưa mang về danh hiệu nào. Giữa Ronaldo và Solskjaer từng là đồng đội khi Alex Ferguson còn dẫn đội. Hiện tại, họ tái ngộ với những vai trò khác. Trong thời gian qua, kể từ khi được mua mời về thay thế Jose Mourinho, Solskjaer hiếm khi chọn lối đá tấn công. Mô hiện tại hoàn toàn khác về mặt chiến thuật so với khi Solskjaer và Ronaldo là những tiền đạo. Quỷ đỏ có nhiều trận đấu đặt mình ở vị thế thấp hơn đối thủ, phòng ngự và chụp giật với các cơ hội phản công. Đây không phải lối chơi mà Ronaldo yêu thích. Mặc dù anh từng rất hiệu quả khi Real Madrid của Carlo Ancelotti giai đoạn 2013-2015 đã phòng ngự, phản công, nhưng vẫn tấn công chủ động hơn so với mua của Solskjaer. Ở Real Madrid, Ronaldo từng không hài lòng với Rafa Benitez, người có thời gian ngắn thay Ancelotti, cũng như phản ứng mạnh mẽ với Max Allegri và Maurizio Sarri bởi lối đá thực dụng. Trong thời gian khoác áo Juventus, cả ba đều bị chấm dứt hợp đồng sau đó. Solskjaer chắc chắn sẽ phải có những thay đổi, điều chỉnh chiến thuật khi mua có Ronaldo trở lại vào lúc này, nhắm đến chơi tấn công nhiều hơn. Ronaldo luôn khao khát những bàn thắng và muốn tấn công cả khi đội nhà dẫn trước, trong khi Solskjaer chọn phòng ngự bảo vệ lợi thế. Nhà cầm quân người Na Uy phải điều chỉnh hệ thống chiến thuật vì CR7. Chính xác hơn, Solskjaer cần sự tháo bạo, liều một chút so với cá tính của mình để cùng mua và Ronaldo đổi vận.